Thì như là mọi người đã đọc tiêu đề rồi thì mình vào cái chủ đề chính luôn ha. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc là liệu mọi người có nên farm cái đĩa hay chúng ta có thể nói là di vật hay là thánh di vật á, như trong Genshin và Honkai Star Rail ở trong Zenless Zone Zero á, vào level 35 hay không. Thì cái video này á là video mà mình tham khảo với lại coi lại là gọi là dịch trên tiếng Việt từ Mr. Pookie này. Đây là một trong những YouTuber và là content creator lớn nhất ở nước ngoài về Honkai Star Rail và các game gacha. Cho nên là ông ấy đăng sớm nhất thì mình cũng coi rồi xong mình dịch tại tiếng Việt với mình phân tích cái ý kiến của mình cho mọi người. Thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ Mr. Pookie thì mọi người có thể tìm cái kênh này, Mr. Pookie là cái kênh này. Đây, mọi người có thể tìm Mr. Pookie để mà mọi người đăng ký subscribe ha. Rồi bây giờ thì chúng ta vào cái chủ đề chính thôi. Thì cơ bản á, là trong video của Mr. Pookie có nhắc tới những trường hợp rất là chính. Đó chính là đây là đầu tiên mình phải nói lại, đây là content cái video này dành cho những bạn mà hardcore, gọi là min max cái số nhựa bản thân có được, cái năng cái battery á, cái điện á, điện lượng mà mọi người có được á, để mà mọi người có thể vượt content end game sớm nhất. Ví dụ đi cái bảo vệ trụ Sirius mà bắt đầu đi cái content mà nó có reset á, chứ không phải đi cái current frontier này, không có đi cái màu xanh xanh này mà đi cái đỏ luôn á, thì là mọi người sẽ gọi là chơi cái bảo vệ trụ Sirius này một cách nghiêm túc và mọi người muốn có được sức mạnh sớm nhất có thể. Với những mấy bạn casual và mấy bạn mà thích nhân vật nào build nhân vật đó hoặc là build full nhân vật luôn á, thì mấy bạn chơi sao mấy bạn chơi. Mình không có ý kiến gì về cái cách chơi của mọi người và cái này chỉ dành cho những bạn mà hardcore thôi ha. Ok, cái thứ hai á là Mr. Pookie có nói thứ hai á là cái level mà nhân vật với level nâng cấp nguyên liệu nhân vật nè, như là nguyên liệu nâng cấp level nhân vật, nguyên liệu thiên phú, nguyên liệu các thứ á, nó khác với lại cái level mà mọi người có thể bắt đầu farm di vật, gọi là cái đĩa trong này. Thì cái cấp, cái khoảng cách cấp giữa cái nhân vật á với lại di vật nó khác nhau, bởi vì á nó vẫn là 10 cấp, gọi là mọi người lên 10 cấp thì nó sẽ có thêm mở thêm một level cho mọi người. Nhưng mà mấy cái nhân vật á thì nó cứ mỗi 10 cấp theo kiểu là level 10, level 20, level 30. Cái di vật á, cái đĩa trong này á thì là mỗi năm gọi là mỗi level, nhưng mà số là số cộng nào cộng 10 mà ở bắt đầu từ năm, cho nên là mọi người sẽ thấy nó sẽ là 25, 35, 45 nó mới bắt đầu nó nâng cấp. Thì nếu mà mọi người không biết á thì từ level 35 rồi á thì chúng ta đã có thể farm được đĩa vàng rồi ha, chứ không phải level 45 chúng ta mới farm được đĩa vàng. Cơ bản á là mọi người biết là trong Honkai Star Rail nè, lẫn Wuthering Waves lẫn Genshin Impact á, thì cái level đầu mà mọi người bắt đầu có được đồ vàng á nó không có lợi cho lắm, thì mọi người không có nên farm lúc đó, tại vì nó chỉ guarantee một vàng thôi hoặc là không guarantee vàng, thì lúc đó mọi người không có chắc chắn là mọi người farm được đồ ngon. Và nói chung là cơ bản cái hệ thống này là hệ thống end game, mọi người end game mọi người thì nó không chắc chắn là mọi người có thể farm được đồ ngon, cho nên là thường là ở những cái level đó trong Honkai Star Rail và Genshin Impact lẫn Wuthering Waves á, thì mọi người vẫn được các content creator và mọi người khác khuyên là lên cái cấp max của việc là mọi người có thể farm được di vật ít nhất là kiểu như hai guarantee hai á, rồi sau đó thì có thì lúc đó chúng ta mới nên farm. Nhưng mà cái dữ liệu này là của Mr. Pookie á, thì ổng tính cho chúng ta luôn, có một bạn ở trong video của Mr. Pookie, bạn ấy tính cho chúng ta cái này này, để mình đổi đổi cái camera mình xíu cho mọi người dễ nhìn ha. Thì á như mọi người thấy á là cái này cái bảng mà nguyên liệu và cái tỷ cái độ hiệu quả rớt của tụi nó. Thì đó mọi người thấy này, internet level là level của mọi người này, thì cái này là những material cơ bản này với lại những cái nâng cấp nhân vật này đó, rồi với lại các thứ, nói chung là nó từ 30 40 thì nó như đây, từ 40 50 như vậy, thì đó nói chung là như vậy. Thì Poki cũng tính cho chúng ta, cái bạn mà trong video của Poki á cũng tính là cái từ 30 đến 40 nó tăng khá nhiều, cái đồ nó tăng gọi là khá nhiều luôn, từ từ đó. Mọi người có thể thấy là từ 1.11 từ ở level 30 tới 40 nó lên thẳng 1.72 luôn, tăng tới tận 55% và cả skill luôn. Cái này là cái nguyên liệu nâng cấp về nhân vật á, cho nên là và cái này là skill luôn, nó tăng tận 55 và 59% sau khi mà mọi người lên level 40, có nghĩa là cái drop rate nó cao hơn hẳn.
và cái drop mà độ hiếm drop nó cũng cao hơn hẳn luôn. Cho nên đó là trong các game khác thì mọi người khi đã lên được cái full full 8 nhân vật đi, nếu mà mọi người chơi hiệu quả thì mọi người full 8 nhân vật. Còn trong này thì khi ví dụ như mọi người full 6 nhân vật rồi thì điều cái mọi người hay thường làm á, đó chính là bắt đầu pre-farm, gọi là farm trước để chuẩn bị level 40, là mọi người nâng thẳng luôn một phát để full nhân vật, rồi sau đó mọi người mới bắt đầu cày eco hay là di vật hay là cái thứ. Nhưng mà dễ trong này thì nó cứ cách mỗi 5 cấp nó khác với lại cái cấp internet level của nguyên liệu bình thường của mọi người ha. Cho nên là cơ bản á, là nó có một cái hệ thống khác biệt. Từ đó là chúng ta cũng có cái gọi là thay đổi trong cái việc mọi người farm luôn. Thì từ cái video này á, Mr. Poki ổng khuyên là mọi người hãy mọi người cơ bản là mọi người full thiên phú level của một team trước đã, đúng không? Full thiên phú là full level này là 40 40 40 á, lúc mà mọi người trước level 35 á thì mọi người nên full là 40 40 40 rồi. Max cái thiên phú cần cho DPS, ví dụ như DPS thì mọi người có thể full tất cả các gọi là các thiên phú luôn. Full tất cả các nhánh dưới 7 7 7 7, 7 hết luôn cũng được, hoặc là mọi người nâng những cái thiên phú cần cũng được. Còn support thì mọi người nâng thường là né nè, không cần né lột đổi swap á, và cái chủ yếu là cái chiến kỹ của mọi người thôi. Đó, hai cái đó là hai cái mà chúng ta cần nâng chính cho support, còn DPS thì mọi người có thể nâng hết cũng được. Rồi thì đó, sau khi mọi người max được hai cái đó rồi á thì Poki á ổng khuyên là một là mọi người có thể bắt đầu team thứ hai, nhưng mà nếu mà mọi người nâng cả hai team luôn như Mr. Poki ổng ở trong game này ổng là free to play, thì có nghĩa là tuy là ổng free to play nhưng mà từ cái việc ổng farm tất cả các thứ cho hai team luôn á thì nó vẫn chỉ tốn ổng trước level 35 để mà ổng có đầy đủ tất cả những thiên phú cần thiết và những level cần thiết cho những nhân vật trong team của ổng thôi, và đồng nghĩa việc là ổng sẽ bị dư cái khoảng từ 35 cho tới 40. Mọi người có thể farm pre farm từ cái level đó, như mình thì hiện tại mình đang ở 37 rồi, nó cũng không có sớm lắm, mình chúng còn 3 cấp nữa là mình lên 40. Có nghĩa là ổng khuyên á là một là mọi người có thể nâng team thứ hai cũng được, nhưng mà nó thật sự nó chưa cần thiết cho lắm, mọi người có thể để lên 40 mọi người nâng cũng được luôn. Và cái thứ hai á, mọi người bắt đầu từ level 35 á thì mọi người đã mở được cái level mà bắt đầu nổ vàng của đĩa rồi á, thì mọi người có thể bỏ team thứ hai, mọi người farm thẳng cho cái đĩa level 35 để ra vàng luôn. Nhưng mà không phải là farm một set hoàn hảo nha, không phải farm một set hoàn hảo, mình phải nói thẳng là không phải farm một set hoàn hảo, mà đó chính là farm một set có những dòng chính đầy đủ. Có nghĩa là ví dụ như là ở trường hợp của Elen đi, trường hợp của Elen thì mọi người có thể có tất cả những cái dòng chính ổn rồi á, ví dụ như là crit rate, sát thương nguyên tố băng, tấn công phần trăm rồi đó, ba cái dòng chính nó ổn hết rồi. Ba cái còn lại là phòng thủ, HP với tấn công thì nó là dòng dòng chính cố định cho nên mình sẽ không nói. Nhưng mà ba cái còn lại thì mọi người farm được dòng chính ổn rồi thì chúng ta sẽ ngừng farm, chúng ta farm qua nhân vật khác, support của mọi người. Rồi nếu mà thực sự chúng ta dư khúc đó luôn á thì chúng ta mới farm pre farm nhân vật, hoặc là mọi người có thể làm ngược lại, chúng ta farm nhân vật gọi là chúng ta pre farm trước xong rồi chúng ta cũng nâng cũng được. Nói chung là khi dư thôi, ông Poki ổng nói là khi dư thôi đó, thì nó là level 35 tới 40 này thì chúng ta bắt đầu farm được đồ vàng rồi. Và nếu mà mọi người muốn đi cái content bảo vệ trụ Siru sớm á thì một là mọi người build một team cho nó thật là mạnh, ví dụ team của Elen, sau đó mọi người farm đầy đủ cái đĩa cho nguyên team đó, rồi sau đó mọi người mới chú ý, bắt đầu chú ý tới team thứ hai. Tại cơ bản cái này là content đầu game mà, những bạn không hên nha thì những nhân vật của mọi người là chỉ những là cái team thứ hai á, những nhân vật team thứ hai của mọi người chỉ là những nhân vật gọi là 4 sao thôi, không phải nhân vật 5 sao. Và đúng vậy, chúng ta cũng cần chưa nên đầu tư cho những nhân vật 4 sao lắm, tại vì cái sự khác biệt giữa DPS 4 sao và DPS 5 sao nó khá là lớn. Cho nên là lý do ông Poki ổng khuyên là không chưa nên đầu tư cho cái team thứ hai là vậy. Nhưng mà riêng mình á thì mình có 11 mà mình cũng có Elen luôn, hai team hoàn hảo rồi. Cho nên là mình mới build cả hai team trước. Thì nói chung là mình đã build xong hai team trước rồi. Còn cái việc farm đĩa thì hôm nay á, sáng nay luôn nè, 3 giờ trước này Poki mới đăng, cho nên là mình vừa mới coi cái video này xong và mình làm lại cho mọi người luôn. Thì cái ý kiến của mình thì ổng nói không sai, thực sự ổng nói không sai. Trong này nó cái hệ thống nó không nâng theo cái cấp internet của mọi người, cho nên là ở 35 mọi người đã bắt đầu có vàng rồi. Mà thực sự là nếu mà thực sự nó là bằng 55% như là cái bản tính này nè, thực sự là nguyên liệu nó tăng thẳng 55% với lại 59% luôn á, thì mọi người
có thể để thẳng lên 40 mọi người farm luôn cũng được, không có phải là vấn đề gì luôn á, nếu mà thật sự nó 55%. Chứ ví dụ như là Wuthering Waves á, mọi người biết á là cái cấp bậc nó tăng nhưng mà cái thiên phú với lại các nâng cấp nó không có thực sự nó tăng bao nhiêu hết á, nó tăng cũng ít ít à, cho nên là nó không có thực sự nó quá tốt. Với lại trong Wuthering Waves ở cái vụ mà tăng cấp thế giới để mà mọi người có thể có nhiều nguyên liệu hơn nó không tốt, nhưng mà trong này nếu mà thực sự nó 50 mấy% thì nó là một cái bước nhảy rất là lớn, không không cần mọi người phải pre-farm trước. Pre-farm trước cũng được nha, mình nói rồi, pre-farm trước cũng được, hoặc là mọi người có thể đầu tư team thứ hai nếu mà mọi người có đầy đủ team tốt tốt như là mình. Nhưng mà nói chung là việc mọi người farm đĩa trong cái game này ở level 35 trở lên tới 40 là không hề sai, mọi người có thể farm thoải mái cho tới khi mà mọi người hài lòng cũng được. Nhưng mà mình cũng khuyên là mọi người full dòng chính đi, nói chung là có full dòng chính là được rồi, chứ tại vì nó cũng ra không quá nhiều để mà mọi người có thể có một cái nhân vật đủ mạnh để mọi người có thể qua được cái bảo vệ trụ Siru ở content đầu game đó, nói chung là vậy thôi. Rồi còn cái một cái tiếp theo là ông Poki ông cũng khuyên á là sau level 40, khi mọi người lên level 40 rồi thì điều tiếp theo mọi người nên làm là chắc chắn là đè đầu ra, mọi người nâng nhân vật mọi người lên 50 đúng không? Đó thì từ level 40 cho tới level 50 thì mọi người nên dừng hoàn toàn việc farm di vật, farm đĩa để mà mọi người bắt đầu farm cho 6 team, 6 nhân vật của mọi người lên được level 50 đã, rồi full thiên phú rồi các thứ, rồi chúng ta sẽ mới thì bắt đầu chúng ta farm tiếp đĩa. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ có chơi một team thôi á, là mọi người chưa có team thứ hai á, thì mọi người có thể farm xong 3 team rồi xong mọi người farm đĩa tiếp cũng được. Nhưng mà cơ bản là nếu mà mọi người farm bắt đầu farm 6 team á, 6 6 6 nhân vật chứ lộn, mình lộn. 6 nhân vật á, sau đó thì mọi người farm bắt đầu farm dĩa thì lúc đó là có khả năng là mọi người sẽ gần 45 và cái drop rate của mọi người sẽ được cải thiện hẳn sau khi mọi người farm xong 6 nhân vật. Cho nên là đó là những cái mà ông Bookie đã nói, và các phần này là các phần mà important disclaimer của ông á, là cơ bản thì ông cũng nói là mọi người nên farm tất cả cái thiên phú trước ha, hai cái nhánh này nè, hai cái nhánh này rồi mọi người nên farm tất cả mọi thứ mà mọi người cần trước, và sau đó mọi người mới bắt đầu mọi người farm đĩa ha. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn, nếu mà mọi người farm kiểu sớm quá thì mọi người bị thọt level, thọt thiên phú các thứ, thì lúc đó mọi người lại đổ lỗi cho ông Buki với lại mình thì nó hơi 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 kỳ. Cho nên là đây là cái disclaimer của ổng và mình thấy rất là hợp lý ha, nói mọi người nên nâng hết tất cả mọi thứ trước trước đã rồi chúng ta mới bắt đầu nâng cái đĩa sau. Với lại ổng cũng có nói là nếu nếu mà em xui á, em lỡ em farm một đống luôn mà em không ra cái gì á, thì lúc đó phí 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 nhựa của em, thì lúc đó chúng ta làm sao? Thì một á, thì các bạn chúng ta chỉ cần farm một cái set vừa ổn rồi, không có cần một cái set nó quá là mạnh, chủ yếu là dòng chính là tốt rồi, không có cần phải dòng phụ luôn á. Thì sau khi chúng farm được xong những dòng chính cần thiết cho cái con nhân vật của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ bỏ luôn, coi chung không cần nữa. Ngoài ra nếu từ cái việc mà mọi người farm cái đĩa thì những cái đĩa rác á, nó cũng sẽ được đổi thành roll để mọi người có thể reroll, và cái thứ hai á là nó cũng có thể được đổi sang nguyên liệu để mọi người nâng đĩa luôn. Cho nên farm sớm ở level 3, bắt đầu từ level 35 không có vấn đề gì hết ha. Và nếu và mình để chứng minh là nó sẽ không có vấn đề gì thì mình cũng sẽ farm từ level 35, giờ mình 37 rồi nhưng mà mình sẽ farm để mà coi coi cái liệu thực sự farm nó có hiệu quả hay không. Tại cơ bản mình cũng nâng hết tất cả những nhân vật 6 team của 6 nhân vật của mình thành full rồi, giờ mình đang không có gì để farm thì chúng ta sẽ farm đĩa ha, và mình sẽ đăng đăng video cho mọi người thôi. Ok, thì đó là tất cả những cái content này, và mình chỉ nói để mà tại vì mình thấy cái video này hay, mình thông báo cho mọi người để mà mọi người có gì mọi người không có bị quá là không biết farm cái gì, và mọi người cho dành cho những bạn đang cân nhắc là liệu mình có nên farm ở level 35 đĩa hay không nữa. Đây là cái phân tích của ông Mr. Pookie ha. Để coi video đầy đủ á và tiếng Anh luôn mọi người, nếu mà mọi người muốn coi ông Poki ông nói những gì á thì mọi người có thể check channel của Mr. Poki, và nếu mà mọi người muốn ủng hộ ổng thì mọi người có thể đăng ký giống như mình đã đăng ký rồi nè. Và nếu mà mọi người thích cái content của mình á thì mọi người hãy like, subscribe và cũng như là ấn vào nút chuông ha, để mà ủng hộ cho bọn mình làm những cái content. Và nếu mà mọi người muốn làm những cái content kiểu mà mình lấy cái video của những bạn nước ngoài về á, để là thêm thông tin cho mọi người như vậy á, thì mọi người hãy comment xuống bình luận bên dưới. Nếu mà được á, thì mình sẽ làm thêm cho mọi người ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.